Vâng, con chào bác ạ. Vâng. Hôm nay con sang con xin lại về cái hình ảnh và phỏng vấn bác về cái quá trình ngày trước con bị sỏi thận đấy. Vâng. Thì bác có thể cho con biết về địa chỉ họ tên của bác được không ạ? Rồi, tôi Lê Văn Điệp ở Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Thanh Hà Nội. Oai, Hà Nội. Vâng. Thì bác thì kể lại quá trình con bị sỏi thận được không ạ? Tôi ngày trước là tôi đã bị từ năm 2005 là tôi bị là đau, tức là bao nhiêu lần, nhưng mà Vâng. lần cuối cùng là nó đau, tức là nằm không nằm được. Bác thì kể kỹ hơn được cái triệu chứng đau của sỏi thận của bác. Đau thì tôi bị đau ở thắt lưng Vâng. đấy, nó đau ở cái thắt lưng, đau quặn. Vâng. Thế đi đái thì nó cứ kiểu mình đi tiểu ấy, nó cứ lờ lờ như kiểu máu cá. Vâng. Thế trong một cái thời gian xong nó bị đau quặn, tức Vâng. là đi tiểu không đi được. Vâng. Thế nằm không nằm được, ngồi không ngồi được. Vâng. Thế xong một thời gian là tôi sang bên nhà là ông Lại Tiến Thạc Vâng, sau khi bác lại. phát hiện sỏi thận thì bác đi được đi chụp chiếu ở viện nào ạ? Tôi đi ra 103. Vâng. Thế siêu âm lúc bấy là 10 nhân 14. Vâng. Thì sau khi được nhà thuốc này thạc điều trị thuốc nam thì bác hồi đó bác cắt bao nhiêu thang ạ? Tôi cắt 20 thang. Vâng. Thì tôi uống đến thang thứ 11, 12 Vâng. bắt đầu nó bật được viên sỏi ra. Vâng. Thì sau khi bác uống thang thứ hơn chục thang nữa Rồi thì bác bật viên sỏi thì bác có đi chụp chiếu lại không ạ? tôi có đi lại ra, tôi chụp chiếu lại Vâng. thì nó hết sỏi. Vâng. Thì từ đó đến nay bác cắt 20 thang thì bác có uống hết không ạ? Tôi uống hết Vâng. vì cái thuốc này nó không độc hại gì Vâng. đến, nó không như các thuốc khác, thuốc này Vâng. nó chỉ là thuốc lá mà. Từ đó 3 ngày trước bác cắt là 20 thang. Thì hơn thì thang bác bật sỏi, bác thang mười mấy bác bật sỏi bác. Thang 11 11 ạ. là bật sỏi. Thì từ đó nay bác còn nhớ lại được còn bao nhiêu năm được bác? Thì từ năm 2005 đến bây giờ đấy, À, là hơn nó chục năm rồi. vào hơn chục năm, Vâng. 10 10 11 năm Vâng. rồi gì Cho đến tối đó nay là hơn 10 hơn chục năm rồi, gần đấy, 11 năm. là tôi siêu âm là không còn, Vâng. không có Bác có sỏi hết kiểm rồi. tra sức khỏe định kỳ không ạ? Thường thường tôi độ khoảng 20 năm may Vâng. ra tôi đi kiểm tra một lần Vâng. thôi, nhưng mà chủ yếu là cái siêu âm với cái thận thôi, Dạ. Thì bác chứ còn phát hiện ra sỏi không ạ? không có sỏi. Vâng. Thì hôm nay con sang con lấy lại cái hình ảnh của bác về quá trình ngày trước cũng bị sỏi thận mà. Và Thì bác điều trị nhà thuốc chúng con là khỏi. Con là cũng mừng và bác cũng là mừng với hết bệnh. Thì hôm nay con xin phép bác con lấy lại hình ảnh về quá trình điều trị của bác khỏi bệnh vâng thì con rất mừng. Vâng, con xin chúc bác luôn mạnh khỏe nhé. rồi Vâng, chào bác.